với nhau để có con này mang lúc ấy mới có 3 tháng. Vâng. Lại đi tìm bố mà chả biết nó cho trốn đi đằng nào. Vâng. Đấy. Cho lúc thế bà nói với cháu như vậy. Dạ, có nghĩa là bà với mẹ của cháu Phượng lúc còn sống ấy là đi tìm. Dạ. Vâng, nhưng mà cũng không tìm không, được. Không biết đâu, nếu mẹ nó còn sống nó tìm được mà đâu thì bà cũng biết ai là ai. Vâng ạ, xin kính chào toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Vân đang chuẩn bị bước lên trên nhà của cháu Phượng, cô chú, các anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay trời mưa tầm tã từ đêm hôm qua cho đến bây giờ, cho nên là đường xá đi vào trong này rất là lầy lội và khó đi. Ngân đang dừng ở đây vì là chỉ sợ là lên có cái con đường này sẽ không lên được, là một lát nữa thì sẽ không xuống được cô chú ạ, bởi vì là đường là quá lầy lội. Hiện tại là ngày hôm nay Ngân về đây thì bởi vì là hôm qua thì về là thăm cháu Phượng thì thấy cháu là khi mà nấu nướng rất là vất vả, bởi vì là đi học về rồi rất là muộn rồi, nhưng vẫn phải nhóm bếp để nấu ăn ở trên cái bếp củi. Thành thử ra Ngân ngày hôm nay quyết định là về đây để trích một cái phần ra, thứ nhất là sửa lại cái bếp ga cho cháu, thứ hai là đổi cái bình ga để giúp cháu là tiết kiệm được cái thời gian hơn, có cái thời gian buổi trưa về nấu ăn xong rồi đầu còn có một chút thời gian để nghỉ ngơi rồi tiếp tục là đi học buổi chiều cô chú ạ. Hy vọng rằng sẽ được toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn sẽ đồng hành với video tiếp theo này trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Ngân xin chân thành cảm ơn ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Đấy, như cô chú thấy hôm nay Ngân đi xe tiếp đường ở ngoài kia nó quá là lầy lội cô chú ạ, sợ luôn. Đây, đấy, từ chân cũng vậy này, và bây giờ là đây đều rất là lầy lội, xe nhìn toàn bùn đất thôi. Con đường này vào bây giờ là vào rất là khó đi. Trời mưa này càng mưa nhỏ mưa phùn như thế này nó càng trơn cô chú ạ. Hồi nãy cái anh chủ ở ngoài chỗ mà cửa hàng ga thì một lát nữa anh vào đây anh cũng bảo là sẽ phải dừng xe ở dưới này, bởi vì là người ở địa phương này họ biết là cái con đường này rất là khó đi, cho nên Ngân ở đây để anh chờ, để Ngân chờ anh mà bên giao ga ở đây thì anh em sẽ cùng lên cô chú ạ. Có lẽ là anh chở ga vào đến đây à? À đây đúng rồi đây. Đấy. Lên được không anh? Lên thử xem, em chưa dám lên đâu. Lên liều. Xe này là xe leo cho nên là có lẽ là leo cũng dễ hơn. Ồ, giờ vậy là lên. Wow. Suýt nó ngã cô chú ơi, sợ quá. Hiện tại là lên đây là không bò được rồi. Thôi để ở đây đi, không tí em xuống không được đâu. Vâng. Ui, sợ khiếp, tí là ngã luôn. Đi lên mà không xuống được em ơi. Tí nữa anh không xuống được đâu. Thôi vừa. Tí anh để không? Tí anh đi được đằng này xuống được không? Vâng, thế thôi em để ở đây thôi. Nguy hiểm quá. Tí nó ngã rồi. Đường trơn lắm. Vâng, xe em là không lên được đó. Cái bánh nó không có cái độ bám. Tí nữa suýt là ngã ở chỗ này. Nguy hiểm quá. Thôi đi lên để ở đây cũng được, tí anh tránh ra cũng được. Sợ thật, cái đường này thì không thể đi được, xe đi bộ còn khó đấy. Đây phải để xe dưới kia đây cô chú. Đấy, anh hôm nay nhờ anh ấy lắp cho cháu Phượng với bà mấy em một cái bình ga để sửa lại cái bếp ga. Bởi vì hôm qua để vào thấy
về trưa rồi còn phải nấu cơm đấy, khổ quá. Nấu cơm bằng bếp củi, nấu rau bằng bếp củi nó nhóm lửa mất. Vậy chào anh ơi, đây giúp em với nhá. Ui xe anh như này, nhìn cái lốp như này thì mới lên được thôi. Vâng, đảm ơn. Bê lên trên nhà này anh ạ. Tiếp trên cái kia, nhà bếp ấy. Hết thôi. Em tí nữa em ngã cho đấy không biết làm cái nào. Vâng, nó trơn, nó còn có những cái lá tre, lá bương ấy. Ui. Wow. Xin chào. Học bài à? Hôm nay chăm đấy nhỉ? Hôm nay mưa gió là học bài luôn cơ à? Cháu Phượng này đang học bài. Học đi nhá. Để cho bác lắp cho cái bình ga đó. Đấy. Hôm nay thì quyết định là trích quỹ ra để lắp cho cháu Phượng với bà một cái bình ga này để đỡ vất vả hơn đấy. Em dọn dẹp sạch sẽ chưa? Đấy. Chắc là hết ga lâu chưa? Đến năm chưa? Hết lâu lắm rồi. cũng hay lấy nhà bác luôn à vậy anh? Vâng, ngày trước cũng lấy nhà bác ạ. Nhưng mà không sợ cái này nó không đặt được anh. Cái đấy đang nhờ bác là xem lại rồi, sửa lại luôn rồi. Nó hỏng vô rồi, kiểu như có bà ở nhà nha. Có nấu đến lâu nó gì nó hỏng. Lâu quá không dùng. Lâu quá không có dùng thì nó hỏng hết. Vâng. Cả năm không đổi bình ga này. Khổ đấy. Vào trong này không? Có xem bác lắp bếp ga không? Ra đây. Ra đây xem nào. Tí nữa để bác hướng dẫn cho. Ngày trước là có bao giờ nấu bếp ga chưa? Đây, cài cái này cho bác nào. Ngày trước là có dùng bếp ga bao giờ chưa? Có. Thế thì thử xem. Đấy, và hẳn trong này này để xem là các bác chỉ cho. Cái này nó hỏng. Cái này một bên hỏng anh, một bên này đúng không? Hay là hỏng cả bình hay cả bếp? Vâng. Đấy em mới nói là nó có một bên nó cứng lắm em thấy vặn không được mà. Đấy. Cháy một bên. Đấy. Anh xem nó có hỏng cái gì. Lâu ngày dùng quá. Một bên cháy rồi. Có chừa đâu anh cái này. Cứ tạo này mới được. Thế là không sửa được à? Sửa được cái này. Vâng. Dò cho mỡ rồi này mới được. Cho dầu lin lên cái gì anh nhỉ? Đấy. Đây. Phường vào xem là cháy một bên rồi nhá. Có một bên nó hỏng một bên rồi. Đấy. Biết bật chưa? Phường biết bật chưa? Đấy, hướng dẫn bác hướng dẫn cho cháu cách mở ga khóa ga lại cho nó an toàn luôn. Đấy. Được chưa? Ấn vào. Đấy. Cái này là hỏng rồi. Về đây hỏng rồi thì tính sau đi. Lúc nào có điều kiện là mua thêm cái bếp mới hay kiểu nào đấy. Nhưng mà nhớ là cái bên trong cái lúc mà mình không dùng ga là mình khóa cái van ga này chưa? Có biết chưa? Bên van ga ở chỗ nào? Van ga ở chỗ nào? Đấy. Nào, xem nào, bác xem nào. Cái này. Đúng rồi. Đấy, nếu mà mình không dùng thì mình vặn lại nhá. Vặn cho nó nhẹ nhẹ thôi, đến lúc mà mở thì nó cho nó dễ, khoảng nó cứng tay, không cần phải là vặn hết cỡ người đâu. Đấy, xong rồi lúc mà mình dùng thì mình mới bắt đầu mở van ga khóa ra. Thì mình mới bắt đầu mới bật cái công tắc ở bếp ga này. Đó, thì ngày hôm nay bác đổi cho cái bình ga này để từ mai đi học về mà con nấu cơm á, nấu rau thì cũng đỡ vất vả hơn, đỡ phải nhóm lửa. Mỗi lần nhóm là mất cả 10-15 phút rồi mới cháy. Bây giờ về bật này, tranh thủ nấu nướng một cái là mình sẽ ăn còn có thời gian để nghỉ buổi trưa. Thế là tạm thời như thế nhỉ, cái bếp nó cũng hỏng một bên rồi. Thì tính sau đi. Đó. Cảm ơn các bác ạ. Rồi. Thôi thì ra ngoài này uống nước tí nhỉ. Học xong chưa, học lâu chưa? Uống được một tí rồi.
Thế hôm nay không 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 đi học buổi chiều ra. Dạ. À, hôm nay bác lại đến chơi à? Dạ. Cũng khoảng bác ở nhà kia là chơi bác là cũng xuống chơi. Vâng. Đây này xuống chơi các cháu. Vâng. Đấy cái là bác rể nhà này ấy. Vâng. Một bác cả với xóm thương này nữa nhưng mà bác là hơi yếu sức khỏe. Vâng. Bác là không đi được. Khó đi lắm. Vâng. Hôm nay đi xe đi bộ cũng ngã đấy. Đi bộ cũng ngã. Ờ, cũng ngã chứ. Hôm nay bác báo với Phượng một tin là bác phải ngủ chơi lại. Dạ. Bởi vì là trơn quá tí nữa xe không xuống được rồi. Dạ. Bác còn đang vứt ở nửa dốc nữa, hôm nay là phải ngủ chơi lại thôi. Dạ. Tí nữa là xem nhà bà có con gà nào là đi thịt ăn nhỉ. Dạ. Đây cho các ông và các bác ở đây này. Rồi, dạ. Bác lắp về lắp bếp ra cho nên này. Cái dốc này mà không làm lại thì nguy hiểm. Đấy. Trèo mái này. Rồi. Thường là cho gia đình cái bình ga để gia đình sinh hoạt trong ngày ạ. À. Gia đình xin cảm ơn mọi người ạ. Đấy. Cái này thì cũng là anh trích từ cái quỹ mà các ông bà. Dạ. Giúp cho cháu Phượng. Dạ. Đấy là cũng coi như là tiền của cháu đấy. Dạ. Đó, tiền của cháu, ông bà thương thì ông bà cho thì anh vẫn giữ lại những cái lúc nào quan trọng để anh hỗ trợ cái việc gì cần thiết. Dạ. Đó. À, thỉnh thoảng mới trao cho cháu như hôm trước thôi, chứ còn vẫn phải giữ lại để vừa làm nhà xong rồi cái gì quan trọng thì mình mới trích ra được. Dạ. Đấy, cần thiết thì mình trích, nhưng mà cái hôm qua là thấy nấu cơm khổ quá, đi học về tầm đấy là 11 giờ rồi lại còn lại chui vào để nhóm lửa, nhóm bếp để nấu nướng mà ăn gỗ ăn vàng đi là phải đi học, thế là thôi, cái đấy là cái cần thiết nên cho nên là bác Ngân quyết định là phải trích ra cái tiền này để sửa lại cái bếp ga, nhưng mà không sửa được thì thôi nấu một bên cũng được. Dạ. Đây lúc nào sau này lúc nào mà làm được nhà mới thì mua bếp ga mới cũng được. Nha. Yeah. Đấy, cái bếp ga bây giờ có đắt không anh nhỉ? Không, có loại 700. À, có loại 700 à? Loại 700, loại 800, 900, vâng. 1 triệu cũng có. Triệu mấy cũng có nhỉ? 2-3 triệu cũng có chứ. Càng nhưng mà lấy cái rẻ quá thì nó hay hỏng nhanh lấy nhỉ. Đắt ấy. Vâng, ít nhất phải tầm 1,5-2 triệu, 8 mình kiểu đấy nó rẻ quá. Đấy, rẻ quá là hay hỏng nhanh. Hỏng nhanh. Vâng. Cảm ơn bác nhá. Dạ vâng. Rồi. Đấy. Đấy có bếp ga, có ga nấu rồi nhá, không lo nữa nhá. Anh đi xuống cẩn thận nhá. Mà chắc cái xe của anh là đi đâu hơn. Đi về. Cảm ơn bác nhá. Dạ vâng. Rồi. Đấy. Đấy có bếp ga, có ga nấu rồi nhá, không lo nữa nhá. Anh đi xuống cẩn thận nhá. Mà chắc cái xe của anh là đi đâu hơn. Báo ơi, hôm nay cháu không biết là nhắc về cái câu chuyện này nó có sao không, nhưng mà thật sự là cháu cũng kiểu như ở khắp ngoài quán ấy thì cũng nghe khi mà cháu về thì có người cũng kể cho cháu cái câu chuyện nghe nó thương quá. Phượng không được buồn, cháu muốn hiểu thêm để đồng cảm với Phượng, nhưng mà kể cứ nghe khắp ngoài có một vài người kể cho thì cháu không biết là có phải như thế không. Nhưng mà cái đợt mà mẹ của cháu mất ấy thì bảo là lúc mà về mang về thì phải mang về đây à bà? Có đấy. Vâng. Mang về tận nhà. À. Vì nó đi lấy chồng cho có cưới có gì mà. À, thế ạ. Chính là lấy tận đâu hả bà? Tận ở Lương Sơn. Tận Lương Sơn ạ. Lương Sơn là cách đây cũng phải không thuộc về tỉnh Hòa Bình. Vâng, 60-70 cây nhà cái chú nhà. Vâng, vâng. À, thế là tính ra đi xuống bên nhà bố của cháu Phượng này là cũng chưa được cưới xin gì hả bà? Chưa có chuyển khẩu, chưa cái gì mà. À, chưa có đăng ký gì luôn đúng không ạ? À, có nghĩa là mất đấy, cũng là không có hộ khẩu ở đấy. Không có hộ khẩu. Và thế là còn cho người con gái của nhà. À, thế là lấy chồng nó sinh được con gái rồi, họ được năm 2 tuổi. Và bây giờ nó cũng bố, là bố của con Thảo, còn con này không biết bố đâu nhở. À. Không biết mặt bố đâu, chồng bố có mẹ. Cất ở cái
bệnh viện mang về nhà mình đấy. Ngoài Hà Nội người ta có đi đâu? Cũng hay thương nhau nhưng mà chưa có chưa kịp cưới. Khi con gái lại được mắc bệnh. Chứ là bây giờ liệu mình tìm có được không? Không biết cái tin tức gì không? Tìm bố à? Quốc cái thứ nào thì là về có cái bà tuổi cũng là một tuổi à? Con ơi, con nhỏ mất không được khóc mà bác hỏi để biết thì còn đấy chứ mà còn quan tâm mà thật ra tại sao cháu muốn hỏi như thế là bởi vì là cháu muốn là một lúc nào đấy ví dụ như có điều kiện này có một cái cơ hội là để có thể cho tìm được bố thì hai bố con gặp nhau như thế nào đấy cho còn ít ra thì cũng là cái máu mủ của mình, cháu nghĩ như thế nhưng mà chưa lấn động đâu. Lúc ngày trước thì nó mang cái con này bà cũng đi tìm nhưng mà người ta nói là không có ở nhà đi làm. Biết đi làm chỗ nào đi tìm mấy nhà người ta có là ở nhà bên cứ đi mấy nhà bên cuối cùng chợ tối hai mẹ con của mẹ con này đấy lại có con hai ở tận Đông Sơn để có chỗ ngủ đấy chứ biết ngủ nhà ai nhiều nhà nhưng mình có biết nhà ai anh em đâu ở trên cái ở Đông Sơn Hà Nội đấy thế là cái con mẹ nó đi lấy chồng ở cái gì Túc Sơn đấy. Nghe không? Nói cái thằng đấy nó cũng cái nhà ấy lấy làm con nuôi thôi. Wow. Đó, nếu mà định lấy con mẹ con này nhưng mà bảo có 5-8 triệu là chia nhiều. Đấy, nói rằng nhiều mà. Wow. 5 triệu một họ nhà mình không cho phép. Wow. Đấy là đi ở với nhau để có con này mang lúc ấy mới có 3 tháng. Wow. Lại đi tìm bố mà chả biết nó cho trốn đi đằng nào. Wow. Đấy. Lúc thế đấy, bà nói với cháu như vậy. Dạ, có nghĩa là bà với mẹ của cháu Phượng mới còn sống là đi tìm. Dạ. Vâng, nhưng mà cũng không tìm không, được. Không biết đâu, nếu mẹ nó còn sống nó tìm được mà đúng không, thì bà cũng biết ai là ai. Đúng rồi, không biết ai là ai cả. Nó vào có một buổi nó đi che con đấy, bảo vào mà không biết nó có nhớ mặt bố đâu. Vâng. Vào tận nhà mình luôn vào bà. Tận luôn để xin đòi hỏi cưới ấy. À. Nó đi làm thuê nó gặp nhau với cái mẹ con này thế này là có con này mà. Vâng. Đấy. Dạ. Yeah. Là thương nhau đấy này thì có với nhau nhưng mà cái bố nó lại không biết nó có trốn hay là nhà đấy không cho gặp. Vâng. Chị gái của nó là chị cả đấy cũng mang đi theo đưa lên nhà đấy mà không thấy đâu. Chị cả nào? À, chị cả cái mẹ con thế này đấy. À. Cứ mang lúc ấy nó mang con này 3 tháng mà mang lên để nó nhìn thấy nhau mà không cho gặp. Vâng. Đấy. Một đợt là bà đi nữa. Vâng, là hai đợt đi. Hai đợt là không thấy là thôi là mẹ đấy lại về đẻ đứa mình ấy, tạm sao Phú Lương đấy. Vâng. Có khai sinh ở bên mẹ đây chẳng biết bố đâu mà khai. Chả biết lúc này còn sống hay là thế nào không biết. Vâng. Biết ai xã hội bây giờ mà tìm. Vâng. Người ta đồn thì cũng có thật đấy. Vâng. Sai đâu. Vâng. Bà ơi, thế cái chỗ này cháu lại còn thắc mắc cái chỗ bà vừa kể là chỗ chị Thảo là như thế nào với Phượng à? À, cháu Thảo á, vâng. Không mẹ. À, thế ạ. Còn bố là bố Thảo, còn cái này chả biết bố đây. Vâng. Thế bây giờ cái cháu Thảo đây là ở đâu hả bà? Ở Lương Sơn. À, đoạn ngoài Lương Sơn. À. Tỉnh Hòa Bình với là Lương Sơn. Vâng. Thế là hóa ra là bây giờ là cháu Phượng nhà mình là có một chị gái. Chị đấy là chị hơn tuổi của Phượng chứ ạ? Chị gái à? Vâng, hơn tuổi của chị, hơn tuổi của Phượng không? À, cái Thảo ấy. Còn Thảo không hơn, nó còn làm em. À, làm em à? Em. Thế có nghĩa là Phượng là chị của Thảo. Em. Đấy. À. Còn con này là chị. À thế ạ. Thảo mới học lớp 2. Thế là chung mẹ. Và thế là sinh xong Phượng thằng này là có em Thảo đấy. Dạ. Xong rồi lại xuống bế cả Phượng đi xuống dưới kia ở bà thế. Không, Phượng ở với bà. À. Ở mái lúc của chị để ở đây rồi ở với bà. À thế là mẹ của cháu là đi xuống dưới kia. À thế. Và không thế. Đi theo mẹ. Vâng, không đi theo mẹ. Không biết là ở với bà từ lúc mấy tuổi ạ? Từ lúc nó sinh ra ở xã mình đấy.
À, để ở nhà mình đấy. Để sinh đặt phương này đấy. Vâng, nhưng mà có nghĩa là sinh xong là mẹ của cháu là đi luôn à? Không. Con ở con 2 tuổi. 2 tuổi à. 2 tuổi bắt đầu mới đi làm. Thế là gặp cái bố con Thảo này đấy. À, vâng, dạ dạ, thế là cháu hiểu rồi. Con mới tuổi nó con mới đi con ít con nó mới đi tìm mà. Vâng. Ồ, thế là bé Phượng là coi như là mẹ cũng đi từ cái lúc 2 tuổi ấy chứ. Thế. Ở với bà từ lúc nhỏ chả trách bây giờ đi đâu cũng nghe chỉ có bà thôi. Bà đi đâu chơi có muốn đi theo à. Còn học con cho đi thế chả trách nghe ở đâu cũng mà muốn ở với bà hóa ra là từ nhỏ lớn lên từ 2 tuổi là ở với bà ngoại nuôi rồi à. Thế à, câu chuyện là hôm nay là như thế. Thế lúc đấy là mẹ cháu đi như vậy là có thỉnh thoảng hay về đúng không bà? Có về, có gửi tiền cho con đấy. À, lúc đi làm thì còn như thế. Và xin cho các em của nó đi lên lại vì mắc bệnh này không có gửi tiền thôi. À. Nó cũng hay thương nhau, con cưỡi và dạ. Này nó con quản đấy, con có chồng bố con Thảo rồi, bà nội nó cũng vào. Vâng. Và à. Chữa bệnh từ Hòa Bình lên Hà Nội mà không chữa nổi đấy, vâng. Những bệnh gì vâng. Mình làm bà ngoại có lên được đâu vâng. Bà nội mới chăm sóc với chồng nó không kịp khoa vâng. Khỏi vâng. Lại lúc là về nó chưa có hộ khẩu gì, người ta không cho ở bên đấy để cho về bên bà ngoại này đấy. Vâng, lúc mà mất đấy ạ. Cũng mất đấy vâng. Có tin là mang về tận nhà đấy à. Cái là chờ cái con này nó ngủ nhà chị cả của cái mẹ nó này tự dưng nó khóc vâng. Dạ khóc xong lại con tin là mẹ nó mất đấy. À, vâng, tự dưng khóc, tức là linh cảm. Nhà chị cả nó lấy chồng thì giờ sống dưới mà. À, vâng ạ. Chị cả nó lên nó nói mà. Vâng. Sao hôm nay mày khóc đấy hả? Vâng. Con Phượng có cái gì nhỉ? Vâng. Được một lúc sau lại con tin đấy. À, lúc này linh cảm chắc ấy. Giờ con ta tiếp đúng có 10 ngày lên Hà Nội lại mất đấy. Vâng. Là trở về đây để chôn cất ở đây. Người ta không cho chôn ở dưới Hương Sơn. Vâng, bởi vì là chưa cưới hỏi gì. Vâng ạ. Dạ, thế là cháu hiểu rồi ạ. Thôi bây giờ mình không nói đến chuyện cũ nữa bà nhỉ. Như thế là cháu hiểu rồi. Ông nhà, đây ông con mình tâm sự một tí để biết cái hoàn cảnh thực tế của cháu là như thế nào. Nhưng mà đến bây giờ là cháu hiểu hết được hoàn cảnh éo le của cháu là như thế nào từ lúc sinh ra cho đến bây giờ rồi. Đó, cho nên là thôi, bây giờ cố gắng ông bà cũng thương cháu là thế là cũng quý rồi. Có ở với bà từ nhỏ 2 tuổi như thế. Chả trách thấy quý bà quá, đi đâu cũng chỉ có bà là bà thôi. Đó, không muốn rời bà thế nào. Rồi bây giờ không buồn nữa nhé, không nhắc chuyện cũ nữa nha. Bác Ngân hiểu hết rồi. Đấy. Bác Ngân thì bác Ngân hiểu hết. Bác Ngân phải hiểu như thế để sau này còn dễ để còn qua lại. Đó. Rồi. Bây giờ bác Ngân ngày nào cũng vào với tôi. Ngày nào không bác Ngân cũng vào lại thấy nhớ nên thì làm nào. Rồi bây giờ không buồn nữa, chịu khó học nhá. Đó. Rồi bây giờ từ bây giờ là không nhắc đến chuyện cũ nữa rồi. Thì là biết rồi, như thế là biết hết rồi đấy. Đấy. Anh là đi học cả ngày đúng không con? Dạ. Mà thế thì mưa gió này thì làm sao đi xe đạp được, đường lầy lội thế. Đi bộ thôi. Đi bộ ấy, cái đường này chắc chắn là chỉ đi bộ thôi. Không đi xe được đâu. Phải dắt vào trong cái xóm ấy. Đấy. Thôi thì xin phép ông nhé, ông ở lại chơi đây nhá. Vâng, nhà vâng, mình vâng. Xa đây không? Ở nhà, tầm trên này cách trên này khoảng 200m. 200m ạ. Vâng. À, đi ra cái đường ngoài kia đấy. À. Đi đường cái đi lên. Vâng, cho cái bãi đất mà bãi đất ở Phát Quà đây đi lên ạ. Dạ. À, đấy. Vâng vâng. Bãi đất Phát Quà vâng. Đi lên một tí nữa một đoạn nữa lên một đoạn thôi. Vâng. Thế thôi cháu xin phép ông nhá, xin phép bà nhá. Vâng, vâng. Để cũng cháu cũng đi ra đây bởi vì là đường lầy lội quá, sợ là tí mà trơn mà tối này đi là không đi xe được. Vâng. Đấy. Chào ạ. Cảm ơn nha. Chào đi. Chào đi con các bác ạ. Ừ, rồi. Để ngoan cho bà nhá. Dạ. Đây bây giờ cả cháu Phượng cũng phải ra, cả ông cũng phải ra đây. Bởi vì là đường nó rất là trơn cô chú ạ. Hồi nãy là ngon suýt nó phải ngã chỗ này. Bởi vì là lên cái này nó nhiều lá cây nó cũng trơn mà cái đường này nó mưa khó đi. Giờ hiện tại là không biết là đi kiểu nào đây. Dạ. Vâng ạ. Dạ. Vâng.
Đi đằng sau để... Dạ vâng. Thế cháu dắt cho người chú. Đấy. Chú kéo giúp cháu một đoạn nhá. Được, chắc là qua được hết cái đoạn này thôi chú nhỉ. Vâng, đến chỗ vâng, cây gốc. Vâng, đến chỗ gốc gốc cây tre kia thì là ổn rồi. Vâng. Đấy, chờ cả bé Phượng ra đây cô chú này. Đó, kéo xe giúp ba Ngân. Cả nhờ cả chú đây. Đấy. Thì mới dám đi xuống cái con dốc này. À, kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn, ngày hôm nay Ngân về đây. À, thứ nhất là lắp cái thêm cái bếp, cái bình ga cho cháu Phượng để cháu tiện hơn trong cái quá trình mà sinh hoạt, bởi vì là đi học về mà còn phải nấu nướng cũng rất là phức tạp và mất cái thời gian cô chú ạ. Và cũng nghe thêm một cái câu chuyện về cháu rất là cảm động, rất là thương, và hy vọng rằng cuộc sống sẽ có nhiều cái tốt đẹp hơn để bù đắp cho cháu được vơi đi những cái phần nào khó khăn. Video ngày hôm nay Ngân cũng sẽ khép lại tại đây thôi cô chú ạ. Và cái hành trình trước mắt là rất là khó bởi vì là cái đường rất là trơn. Tuy nhiên là cũng đã xong cái hoàn thành công việc rồi. Video này thì bác cháu mình sẽ khép lại tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn ở những video tiếp theo. Xin kính chào. Con chào đây con. Xin kính chào toàn thể cô chú, các anh chị cùng các bạn.